đây để khai trương. Một trong những vị khách đầu tiên được thưởng thức những món ăn tại nhà hàng này. Chưa nói đến chất lượng món ăn như thế nào, nhưng thực sự là thực khách đã vô cùng mãn nhãn với những decor của các món ăn của nhà hàng. Ngoài ra thì không gian nhà hàng như các bạn cũng thấy đây là châu Âu này, và tạo một không khí rất là đầm ấm cho gia đình. Vì sao mà nói là như vậy? Vì khi mà mình bước chân vào nhà hàng thì thái độ phục vụ của nhân viên này, sự chào đón tất cả mọi người làm cho Thu Quỳnh cảm thấy một không gian gần gũi, và đấy là điều vô cùng cần thiết với một nhà hàng. Ngoài ra thì gọi món rồi đến lúc mình thưởng thức món ăn thì đều được mọi người chăm chút cho rất là chu đáo. Phải nói là hôm nay Tuấn Tú rất là bất ngờ được cùng với gia đình, cùng với con của mình và lại gặp cả diễn viên Thu Quỳnh cũng mang gia đình đi đến đây để chơi. Và khi mà đi chơi thì ai cũng thế thôi, đến khi đói là phải vào ăn thôi. Thì rất là bất ngờ nữa là có cái nhà hàng ở trong này, là cái nhà hàng The Hobbit này. Thì vào đây thì có một cái không gian rất là thoải mái để cho, đặc biệt là cho các cháu nhỏ có thể chơi được, với rất là nhiều cái kỳ quan mà nhà hàng đã rất là kỳ công để làm ra, như là đền Taj Mahal này, rồi đặc biệt là cái dãy làng của The Hobbit mà như chúng ta đã biết là rất là nổi tiếng rồi. Những cái người đầu bếp ở đây cũng thế, họ nấu ăn rất là ngon, rất là vừa với vị của mình. Nói thật là Tú không phải thêm nếm một cái gì cả. Nhà hàng có một cái lối đi ra phía bên ngoài rất là thuận tiện, không cần phải vào trong cái đường Bảo Sơn vẫn có thể vào được nhà hàng. Đặc biệt là chúng ta có một cái không gian rất là thoải mái, chúng ta có thể tụ tập rất là đông những cái nhóm bạn trẻ khác nhau. Và ở đây cũng rất là nhiều các món ăn ngon, thì hy vọng là khán giả của Về Nhà Đi Con, các bạn hãy về The Hobbit đi nhé, để có thể ăn được những món ăn rất là vui và tụ tập ở đây.